Tôn Đông Á hân hạnh mang đến chương trình này. Tôn Đông Á bảo hành lên đến 20 năm. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đồng hành cúp truyền hình lần thứ 28 năm 2016 non sông liền một giải với sự đồng hành của công ty cổ phần Tôn Đông Á. Thưa quý vị, hôm nay thì đoàn đua thi đấu chặng thứ 13 từ thành phố Tuy Hòa đi thành phố Nha Trang, đường dài 120 km. Khác với trong bóng đá có một cầu thủ mang băng đội trưởng, có vai trò chi phối lối chơi của đội, thì trong xe đạp không có một vận động viên đeo tấm băng đội trưởng như thế, nhưng vai trò và sức ảnh hưởng của họ thì cũng tương tự như vậy. Khác với bóng đá, người đội trưởng có quyền thay mặt toàn đội để ý kiến, khiếu nại lên trọng tài hoặc các bộ phận tổ chức. Trong xe đạp, tất cả sự kết nối giữa các đội với trọng tài và ban tổ chức đều thông qua lãnh đội. Thế nên người đội trưởng chỉ có ảnh hưởng trong nội bộ đội đua. Đó là lý do vì sao trong luật xe đạp không có quy định tay đua mang băng đội trưởng, mà đội trưởng chỉ là một chức danh của riêng mỗi câu lạc bộ. Trong thể thao, ngoài khả năng chuyên môn còn cần phải có đạo đức chuẩn mực. Đó là hai yếu tố thường được căn cứ khi các đội lựa chọn đội trưởng cho mình. Cái chức đội trưởng của một đội là phải có cuộc họp giữa ban huấn luyện và các thành viên trong đội sẽ bầu ra em nào xứng đáng được thì tất cả đồng ý thì em đó sẽ được bầu đội trưởng. Những lúc như là giờ giấc dậy hoặc là sinh hoạt, nhiều khi không có mặt huấn luyện viên thì trong vấn đề tập luyện hàng ngày thì người đội trưởng sẽ thay mặt huấn luyện viên. Đội trưởng xét về khía cạnh chi phối lối chơi của đội trên đường đua thì gần giống như một huấn luyện viên. Ngoài việc làm cầu nối giữa ban huấn luyện và các tay đua để áp dụng và điều chỉnh lối chơi, người đội trưởng cũng phải có óc chiến thuật như một huấn luyện viên thực thụ để đưa ra quyết định trong những tình huống bất ngờ khi thi đấu mà không thể nhận chỉ đạo kịp thời từ lãnh đội. Nếu những cái tớp nào và những cái tình huống nào đi được và những tình huống nào không đi được thì em sẽ chỉ đạo cũng như điều động thay cho huấn luyện viên trên đường đua. Và sau đó thì em sẽ xuống xin phép nếu có lúc vào tiếp tế hoặc là những lúc nào mà các vận động viên không tấn công nữa thì em sẽ xuống xin phép lại huấn luyện viên và sẽ chỉ đạo chiến thuật sau. Trước đây khi điều lệ cho phép ban huấn luyện và vận động viên được sử dụng bộ đàm, vai trò của đội trưởng có phần mờ nhạt khi huấn luyện viên có thể tiếp cận và xử lý tất cả các tình huống. Từ khi điều lệ không cho phép sử dụng bộ đàm và áp dụng luật tiếp tế bằng xe hơi, người đội trưởng phải phát huy tính tự chủ và óc chiến thuật để xử lý tình huống khẩn cấp, rồi sau đó mới báo lại huấn luyện viên khi nhận tiếp tế. Vì vậy, áp lực và trách nhiệm trên vai người đội trưởng lớn hơn rất nhiều. Huấn luyện viên rất tin tưởng vào đội trưởng là do họ đã có một cái thành tích dài và cái tuổi đời, tuổi nghề rất cao rồi. Họ tính toán rất chính xác, tại vì họ thực tế trên đường đua. Kết hợp những anh em lại, thành một gom lại thành một tập thể. Khối tập thể để cho đó là điều quan trọng nhất đối với một người đứng đầu cái đội. Đội trưởng cũng thường là người hy sinh nhiều cho cục diện đường đua. Mai Nguyễn Hưng là một điển hình. Là tay đua mạnh nhất nhì cả nước nhiều năm nay, nhưng qua mỗi mùa giải cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, anh luôn là máy kéo mạnh mẽ để dìu các đồng đội về đích giành thành tích, còn riêng mình là người đứng phía dưới nhìn đồng đội bước lên bục nhận giải. Ngay cả Nguyễn Quốc Đỉnh ở đội đua được xem là yếu nhất giải đội Bến Tre cũng phải hy sinh nhiều, làm nền cho các đồng đội, các đàn em để mang về thành tích tốt nhất có thể cho đội mình. Những khi chỉ cho đồng đội sắp xếp cho đội để về có hạn thứ rồi ở sau mình làm một cái nền để cho đồng đội lên để ăn được thì đó là vui nhất rồi. Trình độ cao, đạo đức tốt, áp lực lớn và hy sinh nhiều, tất cả những yếu tố đó làm nên những người đội trưởng mẫu mực. Có thể đội của họ có hoặc không có thành tích, tận hưởng niềm vui chiến thắng hay gặm nhấm nỗi buồn trắng tay, nhưng chắc chắn mỗi người đội trưởng ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh luôn là những người đồng đội, những người anh đáng kính trọng trong lòng các tay đua. Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình chúng tôi muốn nhắc đến những tay đua tuy họ không phải là máy kéo hay là đầu tàu đội trưởng, tuy nhiên họ có niềm đam mê tình yêu với xe đạp không thua kém bất cứ tay đua mạnh nào. Hãy đến với sự từng trải đầy kinh nghiệm của tay đua lớn tuổi nhất và ước mơ cháy bỏng được thể hiện mình của tay đua trẻ tuổi nhất. Sinh năm 1983, hơn 10 năm tham gia cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Động là tay đua lớn tuổi và lão làng nhất của cuộc đua năm nay.
Cua rơ của đội Cần Thơ gây chú ý bởi khuôn mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi, ăn nói hiền lành và đặc biệt là anh vẫn tiếp tục thi đấu với chiếc xe gãy sửa vội khi anh bị té ngã tại đèo Hải Vân. Trong cái khả năng của mình thì mình thấy còn đảm bảo thi đấu được thì mình cứ tiếp tục thi đấu thôi, vì màu cờ sắc áo của mình. Chiếc xe vốn không được đầu tư nhiều như các ekip khác, nay lại bị gãy. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ chịu thiệt thòi hơn và phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với đối thủ. Nhưng Lê Văn Động vẫn cần mẫn, miệt mài vượt lên từng km trên con ngựa sắt của mình. Mình miệt mài được như vậy thì chỉ có lòng đam mê thôi, đam mê xe đạp. Riêng về đội Cần Thơ thì lực lượng nó rất là mỏng, nên Động cố gắng ở lại tập luyện để truyền dạy một số kinh nghiệm thi đấu cho em Út ở đội Cần Thơ, rồi duy trì cái bộ môn xe đạp ở Cần Thơ. Vâng, chính niềm đam mê, sự lao động nghiêm túc đã giúp cho Động, tuy là tay đua lớn tuổi, phong độ không còn như trước, nhưng anh không xem cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là cuộc dạo chơi đơn giản. Phấn đấu vượt lên chính mình làm động lực, anh đã từng lấy điểm sprint và cố gắng nỗ lực về trong top đầu ở một số chặng đua. Nguyên Động mong muốn thì cho bộ môn xe đạp của Cần Thơ và thế môn xe đạp Việt Nam nói chung thì cho bộ môn nó càng ngày càng phát triển, thi đấu với các đấu trường trong khu vực cao hơn nữa thì ra đấu trường thế giới như chỗ Nguyễn Thành Tâm đó, giải Thái Lan được rồi, Động rất ấn tượng vì Nguyễn Thành Tâm. Tre già thì măng mọc, cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua vẫn được xem là một đấu trường lớn, cơ hội tốt để các tay đua trẻ thử lửa. Nếu như Lê Văn Động đã hơn 10 lần tham gia cúp truyền hình, thì năm nay đoàn đua đón chào hai gương mặt trẻ tuổi nhất, sinh năm 2001, đến từ đội Dogalic Đồng Tháp, lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn. Lần đầu tiên tham gia cúp truyền hình thì em cảm thấy ở đây nó lạ lắm, tại lần đầu tiên tham gia mà. Nên cũng bỡ ngỡ, cũng nhờ mấy anh giúp đỡ nên em mới chạy được. Trên đường những cái gì mà em đã thể hiện thì em có cảm thấy hài lòng? Dạ thì trên đường thì thể hiện thì em chưa có thật sự hài lòng cho lắm, tại vì em còn nhỏ, em còn yếu lắm nên cần mấy anh giúp đỡ cho em nhiều. Em sẽ cố gắng để đeo heo để về tới đích. Nhưng mà có chặng nào mà em bị bỏ lại phía sau hay là như thế nào không? Dạ có chị, chặng như lên đèo em văng lại á. Nhưng mà em cũng cố gắng để em đeo vô để về đích. Tuy các em vẫn còn nhỏ, giống như những đứa trẻ lẩm chẩm làm quen với cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, làm quen với những thử thách của một cuộc đua lớn. Nhưng như ông bà ta đã dạy, vạn sự khởi đầu nan, trong làng xe đạp Việt Nam, rất nhiều tay đua trưởng thành và làm nên tên tuổi của mình từ cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Trương Quốc Thắng, lần đầu tiên tham dự cúp truyền hình chỉ mới 16 tuổi. Chắc chắn sự trải nghiệm trong lần đầu này sẽ là hành trang quý giá để nuôi dưỡng niềm đam mê và hoài bão của các em đối với bộ môn xe đạp đầy khắc nghiệt. Em mong muốn mình sẽ là một tay đua như thế nào trong tương lai? Tương lai thì em mong muốn em là trở thành vua leo núi. Người ta thường nói không ai đánh thuế ước mơ, nên bạn hãy ước mơ và cố gắng thực hiện để biến ước mơ thành sự thật. Và đó chính là điều đáng quý, giúp cuộc sống của mỗi con người chúng ta thêm giá trị. Biết ước mơ và dám thực hiện ước mơ giúp mỗi bạn trẻ sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Qua 28 lần tổ chức, biết bao nhiêu thế hệ vận động viên đã trải qua sự nghiệp của mình ở cuộc đua lớn nhất cả nước. Niềm đam mê và khát vọng chiến thắng luôn lấp lánh hiển hiện trên từng chặng đua ở những năm đầu tổ chức cho tới năm nay và chắc chắn là còn nhiều năm sau nữa. Đến đây thì chương trình Đồng hành Cúp Truyền hình lần thứ 28 năm 2016 Non Sông Liền Một Giải xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty cổ phần Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên YouTube và fanpage HTV Thể Thao. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt.